Chiều ngày 28 tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành văn hóa 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2017. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lê Hồng Khâm đến dự. Phát biểu tại lễ họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những thành tích, đóng góp của ngành văn hóa tỉnh trong thời gian qua. Thông qua các sự kiện do ngành tổ chức đã góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh con người và quê hương An Giang. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu ngành văn hóa tỉnh tiếp tục gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ văn hóa với các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Trong đó, cần tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể tỉnh, khơi dậy và huy động tiềm năng sáng tạo của các tổ chức doanh nghiệp và mọi người dân tham gia xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.